quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 5 tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Mục sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mãi mãi lòng chúng ta, ta bay ca người lính. Mãi mãi lòng chúng ta, vẫn hát quân hành ca. Vẫn hát quân hành ca. Vẫn hát quân hành ca. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra một sự kiện trọng đại mang tầm quốc tế, đó là tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Với tiêu điểm là hội nghị của các nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo cấp cao đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Với chủ đề tạo động lực mới, vun đắp tương lai chung, tuần lễ cấp cao APEC, sự kiện quan trọng nhất của năm APEC 2017 mà Việt Nam đăng cai tổ chức. Theo đó, nền kinh tế các quốc gia thành viên đã đạt được lợi ích to lớn nhờ có sự hội nhập chủ động, sự đóng góp của tất cả các nền kinh tế và nhà đầu tư theo chiều hướng tích cực. Cùng với hội nghị tổng kết quan chức cao cấp CSOM, các hội nghị diễn đàn thảo luận ở nhiều cấp diễn ra liên tiếp trong 7 ngày, góp phần quan trọng thực hiện 4 ưu tiên cho năm APEC 2017 mà nước chủ nhà Việt Nam đã lựa chọn là thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm, đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực, sâu rộng, nâng cao năng lực cạnh tranh sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số và tăng cường an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong những ngày vừa qua, các lực lượng công an, quân sự và cơ quan chức năng đã tập trung cao độ, góp phần để hội nghị cấp cao APEC năm 2017 thành công tốt đẹp. Trong đó phải kể đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình diễn ra hội nghị. Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự và công an trên địa bàn quân khu trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội được thực hiện chặt chẽ, đạt nhiều kết quả khá tốt, đặc biệt là đối với các sự kiện lớn mang tầm quốc tế. Thượng tướng Tô Lâm đánh giá cao sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 với các lực lượng trong thời gian qua, nhất là bảo vệ an toàn tuần lễ cấp cao APEC 2017 và yêu cầu cơ quan chỉ huy hai lực lượng tích cực chủ động xây dựng các phương án phối hợp, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình diễn ra hội nghị cấp cao APEC 2017, Lữ đoàn Thông tin 575 Quân khu 5 đã huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lạc cho sự kiện trọng đại này, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 Quân khu 5 đã tích cực triển khai các nội dung bảo đảm thông tin. Nhờ huấn luyện kỹ lưỡng và làm tốt công tác chuẩn bị, các nội dung trên được đơn vị triển khai một cách nhanh chóng. Xác định đây là nhiệm vụ yêu cầu rất cao và vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 xác định tốt quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn để cố gắng hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ bảo đảm thông tin lần này. Các kíp xe này đều là những cán bộ chiến sĩ có trình độ chuyên môn cao, có khả năng xử lý tốt các tình huống bảo đảm thông tin. Các tổng đài, trạm thông tin di động, trạm thông tin dự phòng được huy động tối đa và phát huy hiệu quả.
Đơn vị còn hiệp đồng với các cơ quan chức năng bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt tại các điểm diễn ra hội nghị cấp cao APEC 2017. Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã quán triệt cụ thể đến từng cá nhân thực hiện nhiệm vụ, tổ chức huấn luyện chặt chẽ và thành thạo, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ của từng cá nhân, bảo đảm thông tin liên lạc cho tuần lễ APEC. Hơn bao giờ hết, những người lính thông tin 575 càng vinh dự và tự hào được phục vụ cho sự kiện trọng đại này. Đây là động lực để cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu huấn luyện, rèn luyện, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp sau đây là một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Đồng Tiến, xã Đắc Nia, huyện Gia Nghĩa, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông long trọng tổ chức lễ tưởng niệm và đặt bia tưởng niệm ghi danh cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc Nam đoạn qua tỉnh Đắk Nông. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự. Tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh nói chung, đường hành lang chiến lược Bắc Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng đã đi vào huyền thoại, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Việc đặt bia tưởng niệm ghi danh là việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ghi nhớ công ơn các thế hệ cha anh đã không tiếc xương máu để xây dựng, bảo vệ đường hành lang chiến lược. Do đó, các bộ, ban ngành, trung ương, địa phương cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công. Tu bổ tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử, bia tưởng niệm. Đồng thời tiếp tục quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xác minh hồ sơ tồn đọng của các cán bộ chiến sĩ chưa được công nhận liệt sĩ, nhất là những cán bộ chiến sĩ tham gia khai thông mở đường hành lang Bắc Nam. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác quân khu 5 do Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại kho kỹ thuật K55, Cục Kỹ thuật quân khu 5. Tại buổi làm việc, sau khi kiểm tra thực tế khu vực doanh trại, nhà kho niêm cất, bảo quản vũ khí, trang bị khí tài, đạn dược các loại và nghe chỉ huy đơn vị báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Tư lệnh quân khu yêu cầu lãnh đạo chỉ huy đơn vị cần tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực các kho vũ khí, trang bị khí tài, đạn dược, duy trì nghiêm ngày giờ kỹ thuật, làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, nâng cao hệ số các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tập trung làm tốt công tác quản lý tư tưởng bộ đội, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo mối quan hệ đoàn kết mật thiết với nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu kết nghĩa, xây dựng địa bàn vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Tuần qua, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5 đã tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm, viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2017. Lữ đoàn phòng không 573 là đơn vị được quân khu 5 chọn tổ chức làm chức để các cơ quan đơn vị rút kinh nghiệm triển khai có hiệu quả đợt thi đua cao điểm, viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng. Nhận thức rõ ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn phòng không 573 thể hiện quyết tâm cao, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung của đợt thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Qua đó tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các tập thể cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cũng trong đợt này, Cục Chính trị Quân khu 5 đã tổ chức phát động trong toàn đơn vị các nội dung thi đua, trong đó tập trung đột phá vào những mục tiêu thi đua giành ba nhất, nhận thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Thời gian thực hiện từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 28 tháng 12 năm 2017. Trong dịp này, 7 cá nhân đã được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo và kỷ niệm chương vì sự nghiệp thi đua khen thưởng. Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân khu 5 cũng đã trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác tuyên truyền miệng,
và đợt thi đua cao điểm uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban chỉ đạo viết sử huyện Cờ Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo lịch sử lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 1945-2015. Hơn một năm qua, Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với cơ quan chức năng quân khu 5 tiến hành nghiên cứu, biên soạn bản thảo lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cờ Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk 1945-2015. Tại hội thảo, các đại biểu đều đánh giá cao về bố cục, chất lượng nội dung và hình thức thể hiện, đồng thời bổ sung thêm một số thông tin quý giá về những sự kiện lịch sử của lực lượng vũ trang huyện Cờ Đông Bắc để ban soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện, kịp thời in ấn phát hành trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều ngày qua, do mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt và sạt lở đất ở nhiều nơi tại các địa phương miền núi trên địa bàn quân khu 5, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Trước tình hình trên, quân khu 5 đã điều động lực lượng, phương tiện, nhanh chóng có mặt tại các địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Có mặt kịp thời tại xã Ea Mờ Đoá, huyện Madrak, gần 40 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng lực lượng dân quân khẩn trương thu dọn cây đổ gãy tại các trục đường, trường học, trụ sở Ủy ban Nhân dân, tham gia giúp 35 hộ dân sửa chữa nhà cửa, thu dọn xà bần, hoa màu và di chuyển lúa ngô đến nơi khô ráo, kịp thời xử lý các tình huống, trực tiếp đưa một nạn nhân bị tường nhà đổ sập đi cấp cứu lên tuyến tỉnh, giúp gia đình thương binh Trần Thị Bảy ở thôn 6 xã Ea Mờ Đoá, huyện Madrak sơ tán đến nơi trú tránh an toàn khi bị cơn bão quét qua, nhà bị tốc mái hoàn toàn, các vật dụng trong gia đình bị hư hỏng nặng. Nghe gió thì nghĩ gió như bình thường như ngày trước á, chừng sêu mà nó ập tới là bay giật tuôn giật đồ là gia đình là bó chạy ra về nhà tắm trốn. Chứ giờ không có chỗ nào nữa, nhà thì ướt hết, tóc hết, trên dưới gì tóc hết, bây giờ phải ra nhà tắm mà trốn ấy. Cứu mạng mình đi, còn người của cái chẳng tiếc đấy. Ban chỉ huy quân sự xã là triển khai cho lực lượng dân quân tại chỗ là về giúp đỡ nhân dân những hộ nào ấy là coi như là bị ấy, là coi như là bị tốc mái hoàn toàn ấy, thường lại đưa người dân và là coi như là những tài sản đến nơi an toàn. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cơn bão số 12 đã gây thiệt hại là 1.837 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 168 nhà bị hư hỏng nặng, tàn phá hơn 100 hecta hoa màu, cây trồng, nhiều đoạn đường giao thông bị hư hỏng nặng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã điều động hơn 1.760 cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ cùng các phương tiện kịp thời có mặt tại các nơi xung yếu, phối hợp với địa phương hỗ trợ giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, di dời tài sản, thu dọn các cây ngã đổ, sửa chữa đường giao thông. Chúng tôi tổ chức triển khai các lực lượng thường trực tại cơ sở để giúp dân khắc phục cái hậu quả, đặc biệt là các xã trọng điểm. Sau cái bão thì chúng tôi đã triển khai lực lượng xuống khắc phục nhân dân để sửa chữa lại nhà cửa. Với tinh thần khẩn trương, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã chủ động người và phương tiện kịp thời đến các vị trí xung yếu, sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Chương trình truyền hình Quân khu 5 xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên báo Quân khu 5 điện tử, địa chỉ www.báoquânkhu5.vn. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn cho chương trình xin gửi về cơ quan báo truyền hình Quân khu 5, số 15 Duy Tân, thành phố Đà Nẵng.